Xin chào tất cả mọi người, chúc mừng năm mới. Mình biết đây là thời điểm mà rất nhiều bạn lập kế hoạch cho tương lai cũng như có nhiều mục tiêu cho bản thân và cho gia đình của mình. Trên kênh YouTube của mình thì mình có làm một số video riêng về chủ đề đặt mục tiêu, ví dụ như video về đặt mục tiêu cho năm mới này, là video về lập mục tiêu và kế hoạch dài hạn trong 3 năm để tạo ra cuộc sống trong mơ của bạn. Tuy nhiên, mình chưa từng làm một video mà tổng hợp việc lập kế hoạch, lập mục tiêu cả dài hạn và ngắn hạn. Thì gần đây mình có đọc được một cuốn sách mình rất tâm đắc có tên là 7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc của tác giả Jim Rohn. Thì ở trong cuốn sách, cụ thể là chương thứ 3, có một bài tập hướng dẫn các bạn lập kế hoạch từ 1 đến 10 năm. Mình thấy bài tập này rất thú vị và bản thân mình đã thực hành cũng như hướng dẫn thực hành một số bạn rồi và thấy rất là thành công, bạn nào cũng đưa ra kết quả rất là tốt. Do vậy, trong video ngày hôm nay mình muốn hướng dẫn các bạn thực hiện bài tập này. Tuy nhiên, để giúp cho các bạn thực hành được dễ hơn thì mình đã tạo ra một cái template hoàn toàn miễn phí trên Notion. Trong template này mình tối giản hóa cái bước ở trong bài tập của Jim Rohn thành chỉ có 3 bước tối giản và bao gồm một số bước nhỏ cũng như hướng dẫn và có template cụ thể, bảng biểu để các bạn thực hành. Nếu mà các bạn có Notion thì các bạn chỉ cần duplicate để có thể copy cái template này của mình vào Notion của bạn. Còn nếu như bạn chưa có Notion thì mình cũng sẽ để đường link đăng ký hoàn toàn miễn phí ở phía dưới cho bạn dùng thử. Nếu như các bạn mà thích sử dụng bút viết á, thì cũng có thể dựa theo cái hướng dẫn của mình để thực hành các phương pháp này bằng cách riêng của bạn. Nhưng trước khi bắt đầu vào bài tập thì mình muốn chia sẻ với các bạn một số lý do tại sao mình nghĩ cái phương pháp lập mục tiêu cả dài hạn và ngắn hạn này nó có nhiều lợi thế. Thứ nhất là tưởng tượng cuộc đời của mình như một cái vườn cây xanh. Thì nếu mà mình muốn vườn cây của mình thường xuyên ra hoa kết trái trong suốt cả một năm hay cũng như là cả cuộc đời của mình thì mình sẽ cần chăm bón nó, giúp cho nó có thể trồng được những cái cây, kể cả cây ngắn ngày, lẫn cây trung bình và cây lâu năm, để cho mình có những cái thành quả mình có thể thu hoạch được ngay, cũng như những thành quả lớn hơn nhưng mình phải nuôi dưỡng dài hạn hơn. Thì với cái bài tập này, bạn có thể thấy tổng thể cả cuộc đời của mình cũng như là cả cái kế hoạch từ 1 đến 10 năm của mình nó rõ ràng hơn. Mình biết rằng là mình cần phải làm gì ở thời điểm này để không những thực hiện được những cái mục tiêu mình muốn làm ngay lập tức mà còn có thể xác định những mục tiêu lâu dài để mình có thể gieo xuống mầm đất cuộc sống của mình cái hạt mầm đầu tiên để cho 5 năm, 10 năm nữa nó trở thành một cái thành quả lớn, một cái cây để mình hưởng bóng mát và hưởng những cái trái ngọt khi mình cần đến nó. Vì vậy mình thấy những bài tập đặt mục tiêu ngắn hạn và dài hạn cùng với nhau nó hữu ích để mình thấy cuộc đời của mình rõ nét như một cái vườn cây xanh vậy. Cái thứ hai là khi mình viết ra những cái mong ước, cái mục tiêu của mình và mình cố gắng, mình thúc đẩy bản thân mình đặt cả những cái mục tiêu lớn hơn, dài hạn hơn như thế thì nó khiến cho mình đối diện với cái nỗi sợ của mình. Ai cũng có nỗi sợ là mình viết ra thế này, mình nói ra thế này, nhỡ không thành hiện thực thì sao? Mình như thế này, mình thể hiện ra thế này thì mình có tham vọng quá không? Nếu mà ai biết được cái mong muốn này, người ta có cười mình không? Thì mình phải nói bạn rằng là cái bài tập này nó chỉ dành riêng cho bạn. Và thực sự nếu mà bạn muốn có một cuộc sống rực rỡ thì mình phải mơ một giấc mơ lớn. Đã mơ thì mình phải mơ lớn lên. Đã mơ thì mình phải mơ đến mức độ mà người khác nhìn vào người ta phải cười bật mình. Thì đấy mới là đáng mơ, đáng sống. Tại sao mình không mơ một ước mơ lớn? Và nếu mà thực tế nó có sai khác thì mình vẫn luôn có thể chỉnh sửa để phù hợp hơn. Thì đó là cái nhiệm vụ thứ hai của bài tập này, giúp cho mình đối diện với nỗi sợ. Nhưng quan trọng hơn cả là cái nhiệm vụ thứ ba của bài tập này, theo mình nó giúp cho mình bắt tay và thực hiện, biến ước mơ của mình thành sự thật. Bởi vì nếu mình không có một cái hệ thống rõ ràng để mình có thể thực hành từng bước một và mình quay trở lại, mình xem xét nó, mình đo lường nó, mình kiểm định nó, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cụ thể trong cái template này. Nhưng mà nếu mà mình không có những cái cấu trúc như vậy ở trong cuộc sống của mình, trong cuộc đời của mình ấy, thì mình sẽ rất là trôi nổi. Mình không biết mình đi đâu về đâu và mình không biết là mình có đang sống, có đang hoạt động, có đang thực hiện những cái kế hoạch theo đúng như là cái ước mơ của mình có giúp cho mình tiệm cận đến cái giấc mơ của mình hay không. Thì với một cái bài tập như thế này ấy, thì mình luôn luôn có thể xem là mình đang ở đâu trên cái hành trình để thực hiện ước mơ của mình. Và đừng sợ để có thể thay đổi, đừng sợ để có thể đối diện với ước mơ của mình. Mơ lớn và mơ trong khuôn khổ mình có thể đo lường và kiểm định được. Vậy chúng mình hãy cùng xem cái template mình tạo ra và thực hành bài tập này nhé. Ok, như các bạn có thể thấy là đối với cái template này thì mình đã tối giản hóa bài tập ở trong cuốn sách thành 3 bước cơ bản, bao gồm bước 1 là ý tưởng, bước thứ 2 là cân đối và bước thứ 3 là hiện thực hóa.
Ở trong bước thứ nhất, ý tưởng thì có hai bước phụ. Bước 1.1 đó là ghi nhanh xuống giấy trong chỉ 12 đến 15 phút, đặt đồng hồ để ghi xuống 50 mục tiêu mà bạn muốn đạt được trong từ 1 đến 10 năm. Ví dụ như là bạn muốn làm gì này, trở thành ai, có những gì này, chia sẻ điều gì với ai này, tất cả những gì mà bạn mong muốn, 50 điều. Và lý do tại sao mà phải đặt đồng hồ trong vòng 12 đến 15 phút là bởi vì là theo như tác giả Jim Rohn có nói ấy, là mình có rất nhiều ý tưởng trong đầu, rất nhiều mong muốn. Nhưng mà nếu mình không có áp lực về thời gian ấy, thì mình sẽ suy nghĩ rất là lâu và rất là nhiều. Thì trong khoảng 12 đến 15 phút mình phải buộc bản thân mình phải vận động não bộ của mình, cái gì nảy lên trong đầu mình ghi xuống ngay. Nó khiến cho cái sức mạnh tiềm thức của mình được thức tỉnh. Cái điều gì mình mơ mộng hàng ngày, rồi có những cái giấc mơ nào mà mình mong muốn từ rất lâu nó bị chôn vùi, thì bây giờ là cái lúc là mình khơi gợi lại. Như mẹ nói, chỉ có 12 đến 15 phút và mình vẫn có thể điều chỉnh sau này. Do vậy bạn hãy cứ mơ và ghi xuống tất cả 50 cái ước mơ của mình, 50 cái mục tiêu mà bạn muốn đạt được trong 1 đến 10 năm. Sau khi mà bạn đã có mục tiêu rồi và bạn có thể thấy rằng là mình có một cái bảng mình đã thiết kế cho các bạn để các bạn có thể ghi nhanh xuống ở trong cái bảng này, thì mục đầu tiên là số thứ tự từ 1 đến 50, và cái mục thứ hai là tên mục tiêu viết rất là ngắn là cái điều bạn muốn. Cái mục thứ ba cũng là cái bước 1.2, đấy là ghi xuống bên cạnh cái số năm ứng với từng mục tiêu. Chẳng hạn như là 12-15 phút kết thúc bạn có 50 cái mục tiêu rồi thì bạn sẽ tiếp tục một bước thứ hai nữa. Có lẽ cũng nên đặt đồng hồ để giới hạn cái thời gian, ghi xuống là khoảng bao nhiêu năm thì bạn muốn đạt được cái mục tiêu này. Đây là cái mục tiêu dài hạn hay ngắn hạn? Đây là cái cây mà có thể gieo trồng và ăn ngay, hay là cái cây mà mình sẽ phải nuôi dưỡng trong thời gian dài? Ghi xuống dưới 1 năm, 3 năm, 5 năm hay 10 năm, tức là 4 con số 1, 3, 5 và 10. Thì bạn có thể ghi vào trong cái bảng biểu mình đã thiết kế ở đây. Đó là cái bước đầu tiên, ý tưởng. Điều quan trọng, hãy nhớ đặt đồng hồ, khơi gợi những cái mơ ước thầm kín của bản thân, sử dụng sức mạnh tiềm thức, đặt hết năng lượng ở trong bài tập này ở bước thứ nhất. Bước thứ hai là cân đối. Trong bước này là một bước rất thú vị, bởi vì là mình có thể có rất nhiều ước mơ, nhưng mà với cái bước cân đối này nó sẽ giúp cho mình xem là đâu là cái ước mơ dài hạn, đâu là ước mơ ngắn hạn, và làm sao để mình có thể sắp xếp nó một cách thực tế nhất, có thể thực hiện được tốt nhất. Bước 2.1 và 2.2 là mình sẽ nhìn lại cái bảng 50 mục tiêu cùng với số 5 ấy, mình sẽ cân đối lại, chỉ để cho 4 mục tiêu 1 năm, 4 mục tiêu 3 năm, 4 mục tiêu 5 năm và 4 mục tiêu 10 năm. Ta tổng cộng 4 x 4 là 16 mục tiêu cuối cùng. Thì bạn có thể thấy mình đã thiết kế cái bảng cho bạn có 16 cái mục tiêu chia theo 4 cặp của 4 cái số 5. Thì tại sao mình cần cân đối mục tiêu như vậy? Trong cuốn sách thì tác giả viết rõ hơn, nhưng mà mình có thể giải thích qua cho các bạn. Đấy là theo cái suy nghĩ của tác giả ấy, nếu mà mình nhìn lại cái bảng 50 mục tiêu mình ghi ban đầu ở bước 1 ấy, mà mình cảm thấy mình có quá nhiều mục tiêu ngắn hạn, ví dụ 1 năm, thì có nghĩa rằng là mình chưa dám mơ lớn, mình chưa nhìn xa vào cuộc sống của mình một cách dài hạn, xem mà có cái gì trong tương lai. Mình chưa dám để thoát ra khỏi cái vòng an toàn của mình. Mình chưa muốn là tìm hiểu xem là cái tiềm năng của cuộc sống của mình như thế nào. Thì đấy là cái vấn đề của việc mà có quá nhiều cái mục tiêu ngắn hạn. Còn nếu mà bạn có quá nhiều mục tiêu dài hạn, ví dụ như là rất nhiều mục tiêu 5 năm và 10 năm ấy, thì chứng tỏ là mình đang trì hoãn cái ước mơ của mình. Mình nói ok, bây giờ thì mình chưa có thể thực hiện ước mơ này, để sau, để sau, để sau, để sau. Thì đấy là cái lý do tại sao mà rất nhiều mục tiêu nó rơi vào dài hạn. Do vậy là ở trong cái bước thứ hai này, mình sẽ phải cân đối lại để cho các mục tiêu nó đều với nhau. 1 năm, 3 năm, 5 năm và 10 năm. Mỗi một cái mốc năm thì có 4 mục tiêu, tổng cộng 16. Và mình có thể chia sẻ với các bạn là mình đã từng thực hiện bài tập này và hướng dẫn cho rất nhiều người thực hiện, thì các bạn đều rơi vào rất nhiều phổ. Ví dụ có rất nhiều người ngắn hạn nhiều, có rất nhiều người thì dài hạn nhiều. Còn đối với mình ấy, và cũng như một số bạn khi thực hành cái bài tập này ấy, thì những cái mục tiêu ở giữa ấy, khoảng độ 3 năm ấy, hay là một số mục tiêu 5 năm ấy, thì là nhiều nhất, choán phần lớn của 50 năm. Điều đó chứng tỏ là mình và những cái ai mà trong cái nhóm này đã có ý thức thực hiện mục tiêu của mình, nhưng mà vẫn còn suy nghĩ quá là nhiều và trì hoãn nó. Cũng như là những cái mà mục tiêu lớn ấy, thì mình chưa có cái định hướng phù hợp
để đẩy nó xa hơn. Do vậy là mình bị kẹt lại ở giữa, cái mớ lùng bùng mình kẹt lại. Và khi mà mình ở giữa như vậy thì nó có rất nhiều điểm hạn chế, bởi vì là mình sẽ không dám hành động ngay, bởi vì là cái ước mơ của mình phải đến 3-5 năm sau mới thành hiện thực mà. Xong rồi mình lại cũng không dám mơ quá lớn, bởi vì mình nghĩ là bởi vì mình chỉ cảm thấy thoải mái trong cái giới hạn 3-5 năm thôi. Thì nếu mà các bạn ở trong trường hợp này thì cũng rất là nên cân bằng lại, chỉ quay trở lại với 16 mục tiêu. Thì sau khi bạn có được 16 mục tiêu theo số 5 rồi thì mình sẽ đến cái cột thứ 2 và cột thứ 3, cũng là cái bước 2.3 mà mình thiết kế ở đây. Ở cái cột thứ 3 này thì bạn sẽ miêu tả mục tiêu một cách cụ thể. Ví dụ như là ở trong cuốn sách thì tác giả có ví dụ như nếu mà bạn muốn một cái xe ô tô nào đấy thì bạn phải gọi tên nó ra. Ví dụ xe ô tô có bao nhiêu chỗ này, rồi là màu gì này, hãng nào này, rồi là bao nhiêu tiền này, bao nhiêu lâu thì mình đạt được cái điều đấy. Thì mình càng miêu tả nó rõ ràng, nó càng thể hiện được sinh động ở trong đầu óc của mình ấy, thì mình càng cảm thấy rằng là mình có thể chạm tới, vươn tới, và trong não bộ của mình nó sẽ có những cái con đường để giúp cho mình tìm đường để đến được cái mục tiêu đấy. Còn nếu mà mình chỉ ghi một dòng rất là ngắn thôi ấy, thì nó sẽ không thực sự in hẳn vào não bộ và tiềm thức của mình. Do vậy là ở cái cột thứ 3 này thì mình sẽ dành ra một số thời gian ghi ít nhất là 1-2 câu để miêu tả cái mục tiêu đó nó trông như thế nào. Ví dụ như nếu mà bạn muốn đỗ đại học thì trường nào, khi mà mình bước vào giảng đường thì mình trông như thế nào, hay nếu bạn muốn mua nhà thì căn nhà trông như thế nào, có bao nhiêu phòng ngủ, có bao nhiêu phòng tắm, màu gì, ở địa điểm nào chẳng hạn, thì mình hãy ghi vào trong cái cột thứ 3 này. Ở cột thứ 4 mình sẽ ghi cái lý do tại sao mình muốn đạt được cái điều đấy. Thì tất cả mọi thứ trong cuộc sống nó đều cần phải có big why, tức là lý do lớn. Lý do phải đủ lớn thì mình mới có động lực để làm cái điều đấy. Thì trong hành trình của mình để thực hiện những cái mục tiêu này, chắc chắn mình sẽ có những lúc cập kềnh, trắc trở, sẽ có những lúc mình tự hỏi ủa tại sao mình phải làm cái điều này. Thì khi đó thì mình sẽ xem lại cái lý do của mình. Nếu cái lý do nó vẫn còn là quan trọng với mình thì mình sẽ tiếp tục cố gắng để đạt được cái mục tiêu đấy. Mình sẽ thúc đẩy bản thân, mình sẽ tìm những cái nguồn hỗ trợ, mình sẽ làm sao đấy để mình đạt được cái điều đấy, bởi vì là cái lý do nó vẫn còn quan trọng với mình, cái big why nó còn đủ lớn để mình thực hiện cái mục tiêu đó. Tuy nhiên có những trường hợp mà khi mình đọc lại thì mình thấy là cái lý do này ngày trước thì nó quan trọng với mình, nhưng hiện nay thì mình không còn thấy nó quan trọng nữa. Chẳng hạn như là ngày trước thì bạn muốn đi du lịch mạo hiểm chẳng hạn, mình ví dụ như thế, bởi vì là bạn muốn thử thách bản thân, bạn muốn là như thế kia. Nhưng mà sau đó thì bạn quay lại, bạn nhìn lại khoảng vài năm sau, bạn có gia đình, có con nhỏ rồi, cuộc sống của bạn thay đổi, hoặc là bạn đã từng trải qua những cái trải nghiệm nó gần với cái du lịch mạo hiểm mà bạn cảm thấy là hóa ra mình không thích, thì cái lý do nó không còn đủ lớn nữa thì mình hoàn toàn có thể thay đổi, hoặc là mình bỏ ra khỏi cái danh sách của mình. Thì cái việc mà bạn điền vào cho cái cột lý do này nó rất là quan trọng, không chỉ giúp cho mình thực hiện được cái ước mơ của mình mà còn giúp cho mình, nếu mà mình muốn thay đổi thì mình sẽ hiểu là tại sao, chứ không phải là lúc nào mình không đạt được mục tiêu hay là mình muốn thay đổi là mình nghĩ là mình không giỏi, mình không tốt, là mình thất bại. Đôi khi cái mục tiêu nó không phù hợp với mình thì mình hoàn toàn có thể thay đổi được. Thì đó là cái bước thứ 2. Bước thứ 3 là hiện thực hóa. Sau khi bạn đã có một danh sách như vậy rồi thì tác giả khuyên rằng là bạn hãy in ra hoặc là để những cái bảng mục tiêu này ở đâu đó để các bạn có thể nhìn hàng ngày. Cá nhân mình ấy thì mình có để ở trong ứng dụng điện thoại của mình, trong cái note của mình, và mình thường xuyên mình xem. Thì ở trong sách ấy thì tác giả khuyên là nên xem hàng tuần. Thì nếu mà các bạn có thể xem được hàng tuần ấy thì mình nghĩ là tốt nhất. Còn nếu mà các bạn có thể xem khoảng độ cách tuần một lần hay là một tháng một lần thì mình thấy là nó vẫn có thể đáp ứng đủ. Nhưng mà không nên để quá dài, ví dụ như là 3 tháng hay là 1 năm mình mới xem một lần thì thời gian nó quá dài, mình quên mất đi những cái mục tiêu này rồi và mình cũng không có nhắc nhở bản thân để có những hành động ngay lập tức để đạt được cái mục tiêu này. Do vậy là ở trong cái template này thì mình cũng đã xây dựng cho các bạn cái bảng biểu, và bảng biểu này là bắt đầu ở cái cột đầu tiên là ngày đánh giá. Chẳng hạn như là hôm nay bạn xem lại chẳng hạn thì bạn có thể ghi cái ngày ở đây, và những cái thay đổi ở cái cột thứ hai nếu có, ví dụ như là cái mục tiêu số mấy đấy thì mình muốn thay đổi thế nào nếu mà bạn muốn thay đổi. Và thứ ba là ghi chú, ví dụ như là có thể giải thích lý do tại sao này, và mình sẽ thay đổi như vậy thì nó sẽ tốt hơn cho mình ở những chỗ như thế nào. Thì nếu như bạn muốn tiếp tục viết ở trong cái cột này thì mình hoàn toàn có thể copy và mình thêm những cái dòng ở phía dưới rất là dễ dàng ở trên Notion. Ở trong cái bước đánh giá thì có 3 câu hỏi
mà mình có thể tóm tắt từ cuốn sách, và mình nghĩ rằng là khi mà các bạn thực hành đánh giá thì bạn nên cân nhắc câu hỏi thứ nhất là mục tiêu này có còn quan trọng với mình nữa hay không. Thế như mình đã giải thích ở ban đầu, có những lúc nó còn quan trọng, có những lúc không. Do vậy là mình đặt cái câu hỏi về cái tại sao ấy, cái lý do của mình, cái sự quan trọng của cái mục tiêu này, thì đấy là cái điều đầu tiên mình cần chạm đến bản thân mình một lần nữa để hỏi xem là nó còn quan trọng nữa hay không. Câu thứ hai, mình có đang hành động tích cực để đưa mục tiêu tới hiện thực hay không? Cái điều này rất là quan trọng, bởi vì là thời gian nó trôi qua rất là nhanh, nhịp sống con người rồi cuộc sống có rất nhiều thứ nó đan xen vào nhau. Nhiều khi cái sự tập trung của mình nó bị thay đổi và nó không được như cái ý muốn ban đầu của mình. Do vậy điều rất quan trọng là mình phải hỏi bản thân là mình có đang hành động tích cực để cho mình tiệm cận gần hơn với cái mục tiêu này không. Và nếu mà không á thì mình phải có những hành động cụ thể như thế nào. Còn nếu mà có thì có những hành động nào mình nên tăng cường để giúp cho mình đạt được cái mục tiêu đó đúng hạn. Cái thứ ba thì là để trả lời câu hỏi về thay đổi, là có những điều gì mục tiêu này mình có muốn thay đổi không, và nếu mà bạn muốn thay đổi thì bạn có thể điền vào trong cái bảng mà như mình đã cung cấp ở template. Thì đó là toàn bộ cách làm cũng như là template miễn phí mà mình đã xây dựng cho các bạn để thực hành bài tập về xác định mục tiêu dài hạn và ngắn hạn ở trong cuốn sách 7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc. Nếu các bạn muốn quan tâm để tìm hiểu thêm về bài tập này hay cũng như là tìm hiểu về những cái triết lý trong cuốn sách thì mình sẽ để đường link cuốn sách ở phía dưới cho các bạn theo dõi. Nhưng mà như mình nói từ ban đầu ấy, thì đối bài tập này hành nghĩ rằng là cuộc sống của mình là như một cái vườn cây xanh. Có cây ngắn hạn, ví dụ như là hành này, rau thơm này, những cái cây trung bình chẳng hạn, ví dụ như là chanh này, nhưng mà cũng có những cây lâu năm, cây cổ thụ. Thì cuộc sống của mình nó cũng như một cái vườn cây như vậy, mình cần phải có lớp lang, mình cần phải có sự chuẩn bị để mình có một cái vườn cây sum suê, không chỉ cho mình mà còn cho gia đình của mình, cho những thế hệ tiếp theo của mình nữa. Có rất nhiều người có thể nghĩ rằng là việc lập một cái mục tiêu hẳn lên tận 10 năm ấy, nó rất là xa vời và nó không có tính thực tiễn. Nhưng mà bản thân mình là một người đã từng thực hành cái bài tập này, và mình cũng có những cái background kiến thức về giáo dục, về xã hội học và về tâm lý học. Mình có thể nói với các bạn rằng là cái việc mà mình lập ra những cái bảng kế hoạch như thế này ấy, nó giúp cho mình rất là nhiều để mình phát tín hiệu. Nếu như các bạn mà tin vào vũ trụ tâm linh là phát tín hiệu ra vũ trụ để vũ trụ trả lời mình, để mình đạt được cái điều mình muốn. Còn nếu như các bạn không tin vào những cái điều đó thì bạn có thể nói rằng là bạn phát tín hiệu cho chính não bộ của mình. Trong tiềm thức của mình nhớ là mình có cái mục tiêu này, để khi mình ra ngoài cuộc sống mình thấy có cái cơ hội nó gắn với cái mục tiêu đấy là mình có thể chớp lấy được ngay. Hoặc là ai đấy mà có thể giúp được cho mình đạt cái mục tiêu này thì mình sẽ có cái mối quan hệ ngay lập tức để mình bắt đầu network, để mình có thể kết nối, để mình có thể thực hiện cái mục tiêu của mình. Còn nếu như mình không phát ra cái tín hiệu cho bản thân mình hay cho vũ trụ hay cho những cái người xung quanh của mình biết được là mình có những cái điều đó thì làm sao người ta có thể hỗ trợ được mình, làm sao mình có thể giúp được cho chính mình đạt được cái mục tiêu đấy. Mình hy vọng là thông qua bài tập này các bạn có một cái nền tảng vững chắc để có thể xây dựng kế hoạch và hiện thực hóa ước mơ của mình. Mình hy vọng là tất cả các bạn đang xem video sẽ có một cuộc sống xanh mát với vườn cây hoa trái quanh năm và cả cuộc đời và cho những thế hệ sau nữa. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye!